ngon quá. Hãy chia sẻ livestream này đi mọi người ơi. Vì ngay từ đầu thôi thì đồ ăn của chúng ta đã rất là ngon rồi. Cái món cá này gọi là cá gì chị ha? Dạ, cá hố tẩm vị ạ. À, cá hố tẩm vị. Cái này thì mình chiên lửa nhỏ nhỏ thôi chị ha. Đúng rồi chị. Dạ, wow, ngon quá, thơm quá. Dễ bị cháy đó. Dạ, đây lửa nhỏ nhỏ thôi, dầu sôi nhỏ nhỏ vừa vừa thôi mọi người nha. Wow, hôm nay Go To Life đi đâu đây? Không biết là Go To Life đang đi đâu mà thấy đồ ăn nè, món ăn ngon quá trời luôn. Này, như vậy là vừa chị. À, cái này là vừa rồi thì mình sẽ bỏ ra dĩa chị ha. Dạ đây. Dạ rồi. Đây, bỏ ra. Ngon quá. Ui, ngon gì đâu mà ngon. Mọi người nhớ là chiên vừa vừa dầu thôi, không cần phải là quá nhiều dầu hoặc là kiểu là lửa quá to thì đồ ăn nó sẽ không còn ngon nữa. Cá gì chị, em đã quên tên rồi. Dạ, cá hố tẩm vị. À, cá hố tẩm vị. Cá hố này thì đang được bán ở đâu ta? Dạ, cái này thì em đang bán ở tại ví dụ như cửa hàng, các cửa hàng thực phẩm thì cũng có những cái món như vậy như thế này. Đúng rồi, Nha Trang em. Dạ, đây Nha Trang có em chợ cửa hàng thực phẩm Phúc Thống. Chị hiền ghê luôn á, mình đang hỏi để mà mình PR cho cửa hàng của chị ấy luôn. Và chị nhờ trả lời một câu hỏi rất chi là khái quát luôn. À, đây là một trong những cái món mà có thể xem như là những cái đặc sản ở Nha Trang. Và nói tới đặc sản Nha Trang á, thì mọi người đừng quên đó chính là ẩm thực Cô Thắm nha. Dạ đây, em nhường lại bếp dành cho chị. Hello, xin chào mọi người, xin chào mọi người. Thử luôn. Chị, cái này nó không quá mặn nên là em ăn phụ được đúng không? Có thể là ăn xong mình kèm với một lon bia cũng ngon. Đúng rồi đó, chị có lon bia không chị? Chị có bia hả? Giờ mà có lon bia nữa mọi người ơi, trời ơi trời, chiều chiều rồi kiểu như là có lon bia mà ăn cùng với lại là cá hố tẩm vị hả chị? Đây cá hố tẩm vị nha mọi người. Ui ngon gì đâu á. À. Có cần nếm gia vị gì không? Cá hố tẩm vị này rồi. À, ví dụ như nếu mà anh chị muốn ăn kèm với cơm á thì mình có thể làm thêm những cái nước sốt mà có thể chấm kèm với lại rau như là sốt mi hoặc là sốt cà chua hoặc là sốt tỏi ớt. Dạ, ngon quá. Nhưng mà có một cái rất là hay đó là không quá mặn. Yeah. Em thấy nhiều chỗ người ta bán cái đồ khô nó rất là mặn luôn. Sao? Tại vì tùy cái mặt hàng, ví dụ người ta mà làm cái nguyên liệu đầu vào làm, nếu mà hàng mà nó tươi á hẳn thì á, khi mà mình làm cái này hàng lạc nó sẽ rất là mình đang cảm nhận được vị ngọt của cá. Dạ. Còn nếu mà cái hàng mà thường thường á, nếu mà nó không được tươi á thì người ta sẽ tẩm vị nhiều. Hàng chi cái này á, nó ép lên cái vị tươi của cá, người ta không biết được là cá tươi hay là nó không tươi. Dạ. Chứng tỏ là đối với lại hải sản Cô Thắm ẩm thực Nha Trang là cá rất là tươi nè mọi người. Đó, cá hố hả chị? Tẩm vị đó đây, tức là tới mức mà mình đi ăn hải sản đồ khô mà mình đứng mình ăn vã được luôn á mọi người ơi. Cá này được tẩm những vị gì rồi? Tẩm những vị gì hả chị? Thì cá này chỉ được tẩm những vị truyền thống thôi, giống như là một chút xíu hạt nêm còn non thôi. Nhưng mà chứ không có nêm gì. Tức là mình cũng sẽ có hạt nêm rồi một vài cái chút xíu đường đó, ít thôi chứ không có nhiều. Nếu mà nhiều đường thì cái khi mình chiên nó dễ bị cháy. Dạ rồi. Chỉ việc chiên lên rồi ăn thôi ạ. Chiên lên, chỉ cần chiên lên rồi ăn thôi. Cái này mình bỏ vô trong cái lò nướng á, nên nghĩ là mình nướng khoảng chút xíu là cũng ăn được chị ha. Cái này chắc chiên hoặc là nướng, mà tại vì là mặc dù là đồ khô nhưng mà cái cảm giác tươi nó rất là nhiều. Giống như là chị Linh chia sẻ á, là đối với lại là những cái món này á thì mọi người biết là nhiều chỗ người ta làm không có tươi á chị, người ta đang bắt không có tươi, xong rồi người ta bỏ ướp nhiều muối đúng không? Đó là lý do do tùy cái mặt, tùy cái loại cái nguyên liệu đó. Ví dụ như do đánh bắt xa bờ á, ví dụ như là người ta đi lâu á thì nó sẽ là bị ngâm, cái cá nó sẽ bị ngâm. Ví dụ như người ta hay ngâm để gì đó cho nó cứng. Còn mình ở đây á thì cá ví dụ như mình đi trong ngày thôi, giống như là trưa hôm nay đi ra thôi, chiều hôm sau là phơi, là ba mình là làm xúc kín, là xử lý là phơi nhiệt. Hàng chi rất là ngon. Và Ly sẽ gọi là giới thiệu với mọi người là hiện tại Ly đang đứng ở đâu. Nãy giờ hăng ăn quá. Đây, ngay phía sau lưng thì có một bức tranh ở đây mọi người ha. Đó, vừa rồi thì chị Linh tại Cô Thắm Thực Phẩm Sạch Xanh đã chia sẻ. Và cái bức tranh này, đó, logo này mọi người, có chữ Cô Thắm Thực Phẩm Sạch Xanh ở trên kia là cái logo ha. Và hình ảnh ở bên dưới này á, thì Ly đã nghiên cứu và đã được biết đó chính là đối với hệ thống của Cô Thắm Thực Phẩm Sạch và Xanh á, thì không chỉ là có cá đâu, rồi có mực nè, đó nhiều lắm, mà rất là nhiều những cái dòng sản phẩm khác nhau. Rồi còn có thêm nữa là những cái dòng sản phẩm ví dụ như là có mực tẩm gia vị xé nè, rồi cá mai tẩm mè nè. Ôi ngon lắm mọi người ơi, rất là thơm, rất là ngon. Mấy cái hũ này
mấy cái hũ này có 50 ngàn, 60 ngàn là tùy hũ mọi người ơi, tùy hũ, nhưng mà ăn rất là ngon. À, chị lại tiếp tục chiên cái cá đó, gọi là cá gì chị ha? Đây là cá đỗng, cá đỗng lạc một nắng. À, cá đỗng lạc một nắng. Ồ. Như là một nắng mà không phải là nó ướt, mà dạ. Như vẫn hơi khô nhưng mà nó vẫn giữ còn được độ dẻo. À, vậy đó hả chị hả? Dạ. Ồ, hay quá chị ha. Thế là nó không khô quá, nó không ướt. Bên đó là chị Linh á, là chị Linh á, là chị đang chiên con cá đó đúng không? Dạ. Thì con cá đó nó đây nè. Đó, đây. Và bên này là nguyên một cái tủ toàn là những cái món đồ gọi là cũng là đồ khô nhưng mà để cũng lạnh. Đây ví dụ như là hồi nãy chị nói là cá gì ta? Dạ cá đỗng lạc đấy. À cá đỗng lạc, rồi cái con cá này là cá hố cái gì chị mới chiên cho em ăn đúng không? Cá hố tẩm vị. Dạ cá hố tẩm vị. À đây cá hố tẩm vị đây. Đó. Nhỏ chỉ có 85.000 thôi. À quá, wow, một cái này có 85.000. À tại vì là mình kiểu là mình tự đánh bắt tức là từ những cái khâu từ A tới Z là mình tự làm hết luôn, cho nên là giá cả ở hải sản khô Nha Trang Cô Thắm rất là tốt luôn. Đặt hàng thì mọi người có thể liên hệ số điện thoại là 0915729008 nè, nhắn Zalo cũng được nha. Đó, vừa ăn ngon vừa ăn tươi mà giá cả thì rất là phải chăng. Ngon lắm, tại biết sao không? Ngay từ đầu vào á là chị Linh á, chị đang hỗ trợ trực ở hải sản Cô Thắm chi nhánh ở Sài Gòn, là ở ngay chỗ đường Hoàng Văn Thụ đi vào á, là chị đã cho mình ăn ngay từ đầu rồi. Mà lỡ ăn rồi cho nên là phải khen luôn. Ồ, em thấy có cả mực nữa. Ua, mực nữa nè, rất là nhiều mực luôn. Wow, mực đây. Chị, mực này là cũng là... Mực muối lạc để mình dùng với cơm á. À, mực muối lạc hả? Ồ, hay quá vậy ta. Nhiều món quá ha. Ok. Ồ, rồi có cả là mấy cái này là cái gì đây ta? Mực cán tẩm vị ăn liền là mình cũng để đây luôn. À, có tôm nữa, có cá nữa. Tôm khô nữa chị ha, nhiều quá ta. Tôm đó là tôm đất biển. Tôm đất biển ạ? Dạ, ok. 500g tôm khô Nha Trang. Đây có logo của Cô Thắm hải sản tươi và khô. À mọi người ơi, mình lo giới thiệu với mọi người quá. Bên này còn nhiều lắm nè. Bên này cũng còn rất là nhiều luôn. Nhưng mà biết sao không, mình nói tới quà tặng đi. Mình hãy nói tới quà tặng đi. Quay trở lại với chị Linh và chúng ta sẽ có quà tặng, đó chính là nếu mà mọi người xem cái livestream này và mọi người đặt hàng cùng với là hải sản tươi Cô Thắm á, thì á, mọi người ơi, chúng ta sẽ có giá tốt nha. Chúng ta sẽ có cái mức giá cực kỳ tốt rồi. Và ai mà với đơn hàng 100 ngàn trở lên thì mình sẽ có quà tặng nè. Đó chính là một cái hũ mực xé tẩm vị phải không chị? Đúng rồi, mực nè. Dạ, đó quà tặng đó mọi người. Share livestream nhiều nhiều cho tụi mình nha. Sẽ có quà tặng nha. Đấy, đây. Mình đang tìm chỗ này để tăng ra đây. Rồi đó cái này nè, một hũ này cũng mấy chục ngàn chị, 50 phải không ta? Hũ này mình là 50. Ồ vậy là hôm nay có quà tặng nha quý vị. Quý vị ơi hôm nay có quà tặng nha, admin của GoFoodLoy hãy chia sẻ các bất nhập quà tặng giúp chị Ly nha. Đó quà tặng hôm nay mình sẽ có bao nhiêu cái hũ đó làm quà tặng chị ha? Dạ 10 hũ chị. À 10 hũ luôn, báo giá đi chị. Giá cả bên này thì cái tầm giá là Ly thấy là khoảng là 50 ngàn nè, cho tới 100 mấy, 200 mấy, 300 mấy là đã có rồi em ơi. Xíu nữa mình sẽ đi cụ thể nha. Đó, mà hôm nay trải nghiệm là ăn luôn. Đó, hải sản khô tập Cô Thắm. Hạn sử dụng của mình thì sao chị? Thường mỗi dòng sản phẩm vậy ạ? Chỉ dòng sản phẩm như bên mình đó là ví dụ như là đến đến là mình chưa dùng á, mình cứ vẫn cứ để năm đông thì mình hàng sử dụng của mình nó chỉ là trong thời gian là 4-6 tháng. À dạ. Dạ. Mình không cho các bao bì. Ừ, thì dạ. Để các bao bì rồi á. Thì ví dụ như những hàng như cá khối đi ra. Thì khi mình ăn xong á, thì mình chế biến không hết. Thì dạ. Nên là mình bột kỹ lại. Phục chặt lại những người ta chặt lại vẫn để trong năm. Dạ mình ăn được trong thời gian cũng là được vài tháng. Dạ vài tháng em thấy cũng hay, tại vì đó là đồ khô chỉ là dạ. Dạ. Mà nó đã được tổng vị nhẹ nhẹ rồi dạ. Cho nên là mình để được lâu rồi. Cái món này là cái món cá Ly đã chuẩn bị sẵn một chén cơm ngày hôm nay, ngay khi vừa tới đến với hải sản Cô Thắm Sài Gòn, á à, lộn Cô Thắm Nha Trang, nhưng mà chi nhánh là chi nhánh ở Sài Gòn. Chị đọc giúp em cái địa chỉ ở đây đi. Dạ đây là 197B 197B Hoàng Văn Thụ nha. Ở ngoài nó có cái nhà hàng tiệc cưới bự lắm. Có một cái con hẻm đối diện đi vào đây là thấy một cái cửa hàng nhỏ nhỏ nhưng mà có vỏ ha. Một cái tủ lạnh to to bên này nè. Đó cái tủ lạnh phía bên này nè là để toàn là đồ ăn, ví dụ như là mực ống khô, cá đuối, cá mối cái vị, mực muối lạc nhỏ nè. Trên này là có hết luôn. Hồi nãy bạn nào hỏi mình giá cả đúng không? Ok, Diệu Ly sẽ chia sẻ cái mức giá cả cho mọi người nha. Là đây, qua bên này thì mình sẽ có ví dụ như là cá hố sấy vị đặc biệt đi. Là ví dụ như là cái này đi. Đây, đó, cái gói này đi ha. Đây, thì cái mức giá của nó nè mọi người. Đó, 85 ngàn.
giá quá tốt luôn. Rồi ví dụ như là mình có là mực cán tẩm vị ăn liền chẳng hạn, hoặc là mực đất mành lớn nè, đó là những cái gói mực như thế này nè, thì cái tầm giá của nó cũng đâu có bao nhiêu đâu mọi người. Mọi người thấy giá chưa, có trăm mấy à, trăm mấy nè, mà quá chừng đã luôn mọi người ơi. Trăm mấy, hai trăm mấy là tùy loại nha, đã quá chừng luôn. Thằng cán quá chị ơi, hải sản sạch khô thấm nè, chuyên nè, đồ khô sạch ngon ở Nha Trang. Mực đất mành tẩm vị, mực khô câu đặc biệt, mực bột nắng đặc biệt, mực khô cán tẩm ăn liền các cơm xuất khẩu, các cơm mồm sữa, rong biển xứ giòn ăn liền tôm đất biển khô sạch. Mọi người thấy hoành tráng không? Ship post tận nơi nè. Mấy cái con mực này nè, hoành tráng quá ha. Ôi nhìn nó không anh phải tươi luôn vậy. Với lại là nó lớn nữa, nó rất là lớn mà nó tươi nữa mọi người, khá là hiếm luôn. Nè những cái gói này á là to nha mọi người, chứ không phải là nó nhỏ nhỏ đâu. Mọi người thấy là so với người của Ly là nó khá là to luôn nè. Cho nên là ai mà mua sắm thích mà ăn đồ tươi, ai thích ăn đồ khô nhưng cái nguồn của nó tươi thì có thể liên hệ với lại là hải sản khô thấm nha. Hôm nay thì Go To Life rất là đặc biệt luôn đó, mức giá cả nè. Theo góc độ ngửi hửi mùi học thì em thấy là hình như cái món cá nó rất chín đúng không chị? Nè, không chỉ như vậy nha mọi người, thấy ở đây nó là trong khi mà mình tới đây thì mình rất là thích những cái bức tranh ở đây, là tại vì hình ảnh đồ ăn á, là nó kiểu là nhìn rõ luôn cái chất lượng ở đây nè. Đó, cô thắm, mọi người nhớ cái logo nha, là hình một người đội cái nón lá đó, cách điệu lên cô thắm thực phẩm sạch xanh, cho nên rất là thích đấy. Rồi rong biển đúng không, có rong biển luôn. Lên kia chị, lên chị đứng nấu, còn bên này mình ăn ngại ghê á, này mình thử chị có tự nhiên chị hả. Rồi mà có tay không? Chị ơi, rồi mà có rong kia là chị phờ luôn á. Hello, xin chào mọi người. Go To Life đã quay trở lại rồi đây. Mọi người thấy đó, trong cuộc sống thì lâu lâu sẽ có những lúc mà không buồn buồn, chút không vui vui chút, cho nên là người ta nói là buồn cũng nhậu, vui cũng nhậu, không buồn không vui cũng nhậu. Nhưng mà nói chung á là Ly thấy là làm gì thì làm, cứ phải giữ sức khỏe cái đã. Với lại ai mà có hay có cái thói quen là uống bia đúng không? Ly cũng thích uống bia. Nhưng mà nhớ là khi mà mình uống bia mà mình có cái đồ nhắm á, là đồ nhắm phải sạch nha. Thưa quý vị và các bạn, hải sản cô thắm có thể hỗ trợ quý vị và các bạn được điều đó, đúng không chị? Đúng. Mình đứng nói mà kiểu mình chị Linh chỉ nghe mà chị. Đây, mọi người thấy ha, chị Linh là đại diện của hải sản cô thắm thực phẩm sạch xanh đó, Nha Trang. Đó, toàn bộ những cái món ẩm thực ở đây là Nha Trang hết luôn đó mọi người nhé. Và không chỉ là ví dụ như là cá nè, cá cơm nè, mực đâu, mà ví dụ như những cái món mà tẩm vị như thế này cũng rất là ngon luôn. Rồi, ngon hết luôn á. Ngon, ngon mê luôn á trời. Thơm ngon lắm. Mọi người đã vô Go To Life và mọi người đã xem lại được livestream phim ha, nhớ báo đi tiếp một tí nha. Chị ơi, ăn cái đó khác gì với lại một cái ăn lên khác không? Những cái nơi khác á, mà em ăn á, là em thấy nó có cái bột bột. Dạ, nhưng mà cái này thì không có bột. Nè mọi người nhìn nè. Sợi luôn. Đúng rồi, nó rất là sợi luôn. Đó, sợi nè. Sợi nè mọi người. Là con bột tươi dai. Dạ đúng rồi, con bột nó tươi nó dai. Chứ nhiều chỗ làm kiểu như là ăn xong cái em cảm giác là miệng ăn bột không à. Ăn vô cái nó bột luôn. Nó tan miệng nó. Đúng rồi. Ngon quá. Vừa rồi là chị đã làm xong cái món này. Đúng rồi, đây là chị đóng lại. Xong nè. Không ngon quá. Cái này chị có thể là ăn cơm nóng rất là ngon, đặc biệt là trong mùa mưa nha. Mùa mưa ăn ui đã dữ. Thịt cá nó vẫn còn trắng tươi, vậy đó là gọi là giống như là ăn giống như cá tươi vậy. Dạ. Bình thường nếu mà khô cá nó sẽ cứng. Dạ đúng rồi. Một bên em chỉ là phơi một nắng, giống như một nắng rưỡi thôi. Dạ. Dạ. Cho nên là chị vẫn giữ được độ tươi của cá. Dạ. Và chị đã dùng thử. Dạ, dùng thử luôn. Tức là hải sản khô nhưng mà vẫn giữ được cái độ tươi, mọi người nhìn nè. Đó, nếu như mà cái nguồn gốc xuất xứ ban đầu á, mà hải sản cô thắm ha, là đặc sản Nha Trang nha, mà họ không có được cái nguồn tươi á, thì làm sao lên được một cái món cá khô mà mọi người thấy không? Ly cố tình Ly đẩy cái thịt cho nó tách ra mà mọi người thấy nè, không bị nhão nhẹt ra luôn, mà ăn rất là ngon. Em thử luôn chị ơi, em thử luôn nha. Ngon quá. Dạ, ngon lắm. Ngon vô cùng luôn mọi người ơi. Ly xin phép cho Ly cầm tay nha, nhưng mà tại vì nó ngon quá luôn. Đây, nè.
rất là ngon. Thường thì một cái con một cái gói này thì bao nhiêu tiền chị ha? Dạ một gói 145.000 nó kiếm thì nó khoảng tầm từ 7 đến 8 con. 7 đến 8 con 145.000 nha Thanh ơi. Có Thanh đang hỏi nè, Thanh ơi, Cường có cái nào tẩm vị cay cay hay không? Hồi nãy chị có chia sẻ với em á là có là mực cán tẩm vị cay cay nè, rồi có cả rong biển nữa, nhiều lắm, rất là nhiều món luôn. Ngon ha. Còn cái này là gì chị? Đây là cá cơm. Là bây giờ chị cũng sẽ chiên luôn đúng không? À, ok. Bật bếp chiên cá cơm luôn. Mình ăn lại cái này cho mọi người coi. Đây nè. Rồi. Hôm nay là Ly đã rửa tay rồi, cho nên mọi người đừng lo nha. Ly đã rửa tay rất là sạch rồi đó. Ngon lắm. Ăn cùng với cơm nữa là bá cháy luôn mọi người ơi. Còn cá trên này cũng thơm ngon, ăn bão luôn á. Tại vì á là cái gốc của hải sản cô Thắm á ở Nha Trang, mực cá rất là tươi, cho nên mọi người biết là khi mà mình ăn á, mình không có bị nó quá mặn. Chứ nói thật với mọi người là mặn quá thì nãy giờ làm sao mà Ly nói chuyện với mọi người được. Nhưng mà ở đây nó không bị mặn nha, rất là ngon. Chị thông tin cho em một chút về cái mà chị đang nấu đi chị. À, đây là món cá cơm mầm sữa. À, đặc biệt là ví dụ cái món này rất là thích hợp những người như là người già hoặc là trẻ em. Nhưng thứ nhất là cái dinh dưỡng của nó vừa sạch mà nó nhiều dinh dưỡng nữa. Dạ. Dạ. Sạch nhiều dinh dưỡng. Cái dạ. Đặc biệt thứ hai nữa là cái món này á, nó không ăn cảm giác hoàn toàn là như không có xương. Không, vì nó rất là nhỏ. Nó nhỏ nhỏ hay quá ha. Kiểu không thấy xương đâu luôn á. Con nít thích ăn không sợ chị ạ. Đúng rồi chị, con nít ăn thì hoàn toàn là không sợ. Dạ. Và đặc biệt là có thể là mình làm được nhiều món mà chị rất là thích nữa. Mà cái này mình có kho được không hay là mình chỉ gọi là mình đảo mình chiên với dầu chị ha? Dạ thì em nói chị là có thể mình làm được nhiều món. Ví dụ như chị có thể là rang nè, rang xong cái chị có thể là mình trộn với lại gỏi xoài, gỏi bưởi. Ôi em nhớ cái món đó rồi. Ồ, cái này mà trộn gỏi xoài là siêu ngon luôn á, xoài chua chua nè mọi người. Rồi cái này là cá mầm hả chị? Cá mầm, cá cơm mầm sữa, rồi có xoài non ăn cùng nữa, rồi thêm miếng ớt, rồi thêm miếng chanh. Mọi người ơi, không mê. Món mà người già thường ăn thích ăn cá là cá trắng lá dứa. Có thể mình riêng mặn mặn ngọt ngọt. Ăn gì cá trắng lá dứa và xôi. Cho nên là mọi người hãy yên tâm nha, là cá mầm gì chị? Cá cơm mầm sữa. Cá cơm mầm sữa. Cá cơm mầm sữa này cũng rất là ngon luôn. Đây, coi lại lần nữa, Ly sẽ đi lấy cho mọi người xem mấy cái gói này. Đó, tại vì là chỗ bếp là đang để riêng, mà cái tủ lạnh là đang để riêng, để mà có những cái món đồ ăn nấu cho mọi người ăn á. Ngon lắm. Một cá cơm là bao nhiêu tiền? Cá cơm này cũng một gói của nó là 125.000 nửa ký. Giá bình thường của nó là đến 145 lận. Nhưng mà do thời điểm là đang mùa dịch thì gọi là bên hỗ trợ hả chị? Đúng rồi, bên xưởng thì cũng có hỗ trợ. Thứ nhất là vừa giảm giá để cho người tiêu dùng được sử dụng dễ dàng hơn. Dạ. Dạ. Rang vậy có nát cá không? Không, thì cá thì là tuy là nó khô nhưng mà nó không có bị bở. Nó vẫn giữ được, vì dính vì nó tươi cho nó vẫn giữ được độ dẻo. Nên khi mình rang nó hoàn toàn là mình có đảo nhiều mà nó không có bị bể ha. Đó là cái mà Ly thấy là lúc mà mình ăn rất là lạ. Tại vì ngày hôm nay là Ly đã thử qua cái món này là món cá hố. Rồi cá này là cái gì chị em lại quên rồi? Cá đống lạc. Cá đống lạc. Rồi cá đây là cá cơm mầm sữa. Em nhớ được rồi. Đấy. Thì cái gói mà chị Linh á, chị đang nấu cho mọi người xem là cái này đúng không chị? Dạ đúng. Đây cá cơm mầm sữa cô Thắm nè mọi người ơi. Đó. Một cái bịch như này là bao nhiêu tiền chị ha? Bịch này á thì nói chung là ba lạng. Ba lạng tầm là 70 mấy. Nói chung là mọi người ơi, mọi người mà hỏi giá bây giờ thì Ly không thể nào mà báo cụ thể từng cái một. Mọi người vào fanpage đi của Hải Sản Tươi đi. Đây, Ly mở luôn cho mọi người xem nè. Mọi người đang xem livestream của GoToLive đúng không? Thì trong livestream của GoToLive á là lúc nào cũng sẽ có, đó chính là một cái fanpage đính kèm. Đây Ly sẽ mở ra cho mọi người xem. Đây, Hải Sản Tươi và Khô Cô Thắm chi nhánh Sài Gòn. Đây. Đấy. Thì mọi người click vào đây, Hải Sản Tươi và Khô Cô Thắm chi nhánh Sài Gòn này, mọi người thấy không? Đó, sau bắt đầu là nó hiện ra số điện thoại ngay trên cái hình cover luôn ha. Đặt hàng nè, 0915 729 008. Đó là đặt hàng nha, giao hàng tận nơi luôn. Rồi đây, địa chỉ đây, 197B Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận. Đó, đối diện có cái khách có cái nhà hàng tiệc cưới to lắm. Đây, hình ảnh nè, feedback nè mọi người. Ngon không? Trời, ngon chưa? Đó là hình ảnh đúng không? Nhưng mà nhiều người nhìn hình đó là không tin lắm. Cá cơm mầm sữa nè, đó ngay đằng sau luôn, đó đang nấu luôn. Và rất rất nhiều luôn. Đó. Ha, trên fanpage cũng có rất là nhiều. Ly cũng đang mở ra cho mọi người xem cái fanpage luôn á, đồng thời luôn nè, những cái món ăn nhiều lắm, mọi người cứ vào đây mọi người tham khảo đi, đang share lại livestream của GoToLive luôn nè. Đó. Đây,
Đó, mọi người thấy nè, đây xuống dưới nè. Đó, hình ảnh là được cập nhật liên tục luôn. Thì Ly nghĩ là trong cái mùa mà nhiều khi mình khó ra ngoài để mà mình đi chợ á, thì mọi người ơi, mọi người có thể là đặt hàng thông qua fanpage đó, hoặc là thông qua website. Wow, ngon quá. À, và ngoài cái món cá cơm mồm sữa này, đây, dạ, dĩ đây, đó. Wow, thấy hàng không thế ạ? Thơm ghê chị. Cái mùi thơm mà em không thấy cái mùi nó bị mặn mặn luôn. Chứ bình thường là mấy cái hải sản là cái mùi nó mặn lắm chị Linh ơi. Dạ. Dạ. Ồ, đã quá hè. Đó, đây. Đó, trong lúc đợi chị Linh lấy ra thì Ly sẽ giới thiệu sơ qua với mọi người là không chỉ có là cá cơm mồm sữa rất là ngon nha, rồi còn có thêm nữa là mực nè. Mực là từ mực nhỏ nhỏ như to to rồi tới mực mà to ơi là to là cũng có luôn. Nãy Ly có thấy thì có giới thiệu với mọi người rồi đó. Rồi còn có thêm nữa là cá hố. Đây, cá hố đây. Đây, cá hố đây. Lại có cắt ra chiên ra đây nè. Đó, cá hố cắt nhỏ nhỏ ra, chiên với lại dầu nhỏ lửa thôi. Đó, rất là ngon. Có không? Có tô nữa. Này về nấu canh là bá cháy luôn. Dạ. Yeah. Rồi, xong rồi đây. Ôi, có một chén cơm nữa. Cơm kho cũng có luôn. Cái này là gì chị? Đây là cá cơm ngần. Cá cơm ngần mà em làm kiểu như là riêng sẵn. Kho sẵn là nó không gọi là mặn hay ăn. Có thể ăn không giống như nãy giờ á. Có một cái rất là hay là hải sản bên này nó không có mặn mà mặn chát mọi người ơi. Nhưng vị nó dễ chịu lắm. Đây nè. Chuyên đồ khô sạch, ngon ở Nha Trang. Cô Thắm, hải sản khô sạch. Hotline đây. Đây, mực tẩm nè, mực khô câu đặc biệt nè, mực bột nắng nè. Rồi đó, mực cán tẩm vị nè, cá khô sạch tẩm vị nè, cá khô sạch bột nắng nè. Ở Sài Gòn thì mọi người có thể tới tận nơi là 197 B Hàng Vân Thụ. Nhưng mà Liên nghĩ là mọi người có thể đặt hàng thông qua Facebook hoặc là website. Rất là nhiều luôn. Rồi, đây có cái cá này nữa. À, đây là cá cơm săn khô. Dạ. Này nó có mặn không chị? Nói chung là bên Linh hồng là khô lạc á. À, khô lạc cái này để ví dụ như mình cũng giống như những món cá cơm nhỏ này đó. Dạ dạ, mình chỉ muốn được to dạ, rồi đây. Đó, rất là nhiều để mà những cái sự lựa chọn để mọi người có thể là lựa chọn thử á. Thành ra là mọi người yên tâm nha, đến với lại là hải sản khô sạch khô thấm thì mọi người hoàn toàn có thể là yên tâm luôn. Đây rồi, để mở ra này. Thôi chị ơi, em có cô tí nữa chị soạn lại giúp em nha. Rồi, để cứ để ra. Hôm nay mình tới đây mình review xong rồi cái mình sử dụng quá chừng chừng là lấy quá trời đồ ra luôn. Mình Ly quên chứ Ly mà đem một lon bia tới đây là hết sảy luôn. À, mọi người đừng quên là cái livestream này nè, nếu như mà ai mà đặt hàng liên hệ với lại là hải sản Cô Thắm á, hải sản Cô Thắm ngon sạch nha. Đó, nguồn gốc hải sản là ở Nha Trang. Thì nếu mà mọi người đặt hàng với đơn hàng trên 100.000 chị ha, là sẽ được tặng một cái hũ này. Đây. Mực riêng tẩm vị hả chị? Mực cán tẩm vị. À, mực cán tẩm vị. Ờ, hôm nay mình được ăn nhiều quá, ngon quá, lú lẫn hết cả rồi mọi người ơi. Mực cán tẩm vị, một cái hộp này cũng mấy chục ngàn ha. 50 ngàn đó, 50 ngàn hả chị? Đó là quà tặng dành cho mọi người, nên mọi người có thể tham khảo nha. Ok. Rồi, khi chiên cho số lượng dầu ăn bao nhiêu là vừa. Ly thấy ít thôi chứ không có cần phải nhiều đâu bạn ơi. À, rong biển bán như thế nào vậy ạ? À? Rong biển hả? Ồ, rong biển ở đây Ly thấy có nhiều lắm. Đây. Nói chung là sẽ có những cái kệ mà để đồ ăn và rong biển rất là nhiều. Đây, ví dụ như là cái rong biển khô ở đây thì như mọi người thấy đây ha. Đó, rong biển khô nè. Chị ơi, cái gói lớn này bao nhiêu ạ? Cái đó là một lạng chị ạ. Một lạng. À, một lạng mà nhìn nó đã quá ha. Rong biển với lại mè. Dạ. Dạ. Rồi mình cũng có cái rong biển lá này luôn hả chị? Cái đó là mình để dành nấu canh hoặc dạ, là nấu với lại nước rong của em. À, chay người ta hay dùng. À, em nhớ cái này rồi. Cái này người ta hay nấu canh. À, cũng có luôn. Vậy là muốn ăn chay là vẫn có thể đến với lại là hải sản khô sạch Cô Thắm. Ngoài ra thì còn có mấy cái món, ví dụ như là đây nè mọi người. Đây, cá thiều tẩm vị ăn liền. Đó, nhìn cũng ngon nha. Rồi, còn có thêm nữa là khô bò là cũng có luôn chị ha. Khô bò, có luôn rồi, có luôn cả là khô gà lá chanh hả chị? Cái khô gà lá chanh chị cho em mượn cái gói đó với chị. Dạ đây, đây, đưa cho mọi người thấy luôn. Đó, khô gà, khô bò là cũng có luôn. Nhưng mà nhiều nhất đó chính là về hải sản. Cá bò da que. Cá bò da que, đây. Cá bò da que là cá bò da que. Cái cá bò da que này á, một gói tầm nó giá bao nhiêu chị? 120 mấy ngàn. Ờ, đó. Giá thì cũng dễ, tại vì trên này có hết rồi chị ha. Còn cái này nữa, cha nhìn là thấy ngon nè. Mắm cái cá cơm, nguyên chất đặc sản Nha Trang. Đó, hãy đến với Cô Thắm nha mọi người, để mọi người sẽ có, đó chính là đặc sản Nha Trang. Đó, đúng gốc luôn. Nhìn đã chưa nè.
những cái chai thôi là thấy là chất ngất rồi. Đó. Đây nữa, bên này nữa. Nhiều lắm. Mắm cái cá cơm. Nhiều kiểu ha. Trời ơi. Đụng vào xong là cái mùi nó dính ở trên tay á. Tự đưa lên cái mũi thử thử á. Trời ơi. Thơm dễ sợ thơm luôn. Và ngoài ra nha, nếu mà nãy giờ mọi người thấy là có những cái túi mà 300 gram hay là nửa kg đó mà mọi người đang cảm thấy là không biết có nên ăn hay không, hay là nhiều khi á buồn buồn miệng ở văn phòng, mình ăn cái gì? Mình ăn cái này đi. Đó. Chiều chiều ha, ở văn phòng ha, cái tầm mà 3 giờ mấy, 4 giờ mấy á là đói bụng đúng không mọi người? Thì mình có thể đó chính là thưởng thức mấy cái món này. À, chị Ly order cho em bịch trong biển với. Ok bé ơi, em lấy bịch trong biển 100 gram hả? À, Tiên ơi, chị sẽ order cho. Đúng rồi, có món cá. Ok, tí nữa chị xách về văn phòng cho em nha. Rồi, cái hũ này thì cũng đâu đó tầm là 4 mấy, 5 mấy, 6 mấy, 8 mấy. Tùy luôn. Dạ, cá mai chanh dây 60 ngàn. Đây, cái hũ này, cá mai chanh dây 60 ngàn. Rồi có thêm nữa là cái mực cán tẩm vị này là cái quà tặng nè. Nhưng mà nếu như ai mà muốn mua số lượng nhiều thì cứ 50 ngàn một hũ nha. Đây, 50 ngàn một hũ nè mọi người. Có mắm tôm, mắm tép không ạ? À? Có không chị? Có cái mắm nêm này đây, mắm nêm pha sẵn đó, mắm nêm pha sẵn này mọi người ơi, tôm tép gì dùng cái này luôn ha. Đó rồi, ok. Ăn với lại bánh tráng cuốn không? Dạ rồi, 100 gram nha chị. Ok Tiên, chị ơi, có một bạn phải mua cái này nha. Ok, livestream chốt đơn luôn nha, livestream chốt đơn luôn mọi người ơi. Nói chung là mấy cái hũ mà nhỏ nhỏ là có nhiều lắm, mấy hũ nhỏ nhỏ có rất là nhiều luôn á mấy bạn ơi. Rồi Ly hết cái này nè, cái này là cá mai tẩm mè, cá mai tẩm mè đây. Cá mai tẩm mè. Ui đã chưa? Cá mai tẩm mè này là bao nhiêu một hũ chị ha? Dạ, cá mai mè thì nó là 50.000 à, cũng 50.000 à? Dạ. Chị ơi, mà em được lắm á. Dạ, đây. Đó, cho mọi người xem nè. Dạ. Nhưng mà em nhìn là em thấy nhiều rồi, em cầm cho tay là em biết nhiều luôn á. 50.000 mà ăn được cái đặc sản này thì quá đã. Mà tẩm mè rất là nhiều chứ không phải là tẩm mè ít ít nữa. Tẩm mè rất là nhiều luôn. Cái mai nó cũng là dòng cá mai đó chị. Dạ, đây, cá bò da que, là cá bò da que đây. Mấy cái ông bà ở văn phòng hoặc là các cô các chú chiều chiều á đó, chiều chiều, ô thấy chiều chiều ha, tự nhiên thấy buồn miệng á, lấy ra là tự nhiên cảm thấy là nó vui liền luôn. Cái này mà các cô chú lớn tuổi á, mà người ta nói là lợi thì có lợi nhưng răng không còn á, là lấy cái này là nhâm nhi nó cũng vui ạ. À, giống như bà của Ly á, bà em á chị, mà người lớn là nhiều khi ăn mà ăn đồ khô mà mặn là họ không thích nha. Nhưng mà đồ khô ở hải sản khô thấm thì Ly thấy rất là vui miệng, không có bị cái kiểu mà giống như chị nói á, là ví dụ như đồ mà đồ không có tươi thì họ sẽ phải cho nhiều cái gia vị và nhiều muối vào. Nhưng mà đồ ở đây á, tiên gốc á, rất là tươi mọi người. Hải sản vô thấm là ngày xưa là Ly từng làm chương trình và có quay phim ở trên truyền hình rồi, cho nên lúc đó mình có biết. Và tươi cho nên là kiểu là khô lạc á, nó không có bị mặn, nó ngon lắm. Nhiều loại lắm, mọi người có thể là lên trên fanpage á, Ly thì Ly rất là khuyến khích mọi người lên trên fanpage để mua sắm cùng với lại là hải sản vô thấm Sài Gòn. Mọi người nhìn cái hình ảnh này nè, là mọi người sẽ hiểu ha. Khô thấm, thực phẩm sạch xanh đó, vừa xanh vừa sạch đó. Chị ơi, ở Nha Trang là mình gọi là mình ra khơi mình đã phát luôn đó hả? Dạ, đúng rồi, có hệ thống như vậy luôn đó, sữa là tự làm phụ làm từ A tới Z phát luôn, cho nên em thấy là giá cả cũng tốt nữa. Chứ nhiều khi á, nhiều chỗ người ta bán một cái hũ như vậy nè là nhiều khi cũng 80-100 ngàn, nhưng mà ở đây giá rất là tốt nè. Nhìn hình ảnh đó, rồi mực nè là mình cũng có hệ thống như đó. Nói chung là về hải sản ở Nha Trang là mình đánh bắt hết luôn hả chị hả? Dạ. Đây, đó, cô thắm thực phẩm xanh sạch đó. Ly cũng rất là thích hình ảnh là cái người mà mặc áo dài á, xong rồi cái kiểu là đội nón lá, xong rồi có cái hình con khu mực, con mực ở đây. Rồi hải sản tôm cá, nói chung là có tôm, có cá, có mực, có hết mọi người ơi. Đây, cũng là cái hình ảnh ở đây luôn. Mọi người thấy là trong một cái góc gọi là showroom văn phòng nhỏ, nhưng mà họ cũng đưa những cái ý nghĩa về cái sản phẩm ở đây cũng khá là nhiều nữa. Hay là giống như hồi nãy Ly có chia sẻ với mọi người á, là những cái dòng sản phẩm ở đây, ví dụ như là bên này nè, cũng sẽ có đó chính là mực nè. Mực thích lắm, Ly giới thiệu lại cho mọi người nha. Đây nè, cái túi mực mà hồi nãy Ly thích ơi là thích đâu ta. Đây, mực nè. Mọi người nhìn nè, mực nè, rất là đã nha. Trên kia là hình ảnh đúng không? Đây dưới này cũng có luôn cả là mực. Chị, cái túi mực to này bao nhiêu tiền? Dạ, cái đó là 378.000. Thì tính ra cũng trăm mấy con cũng đã, ăn cũng đã nữa. Nếu bình thường mình đi mua dạ, ở bên ngoài thì mình không có ăn hết á, thì mình sẽ mua rất là mắc. Dưới cái ánh trọc đúng rồi chị, ngày xưa nhà em đâu biết đâu mà đi mua một con thôi là 300-400 ngàn á chị. Một con cỡ này nè là 300-400 ngàn rồi, còn đây là hai con mọi người thấy không, 300 mấy quá đã.
mà mọi người thấy cái ánh nắng nó chiếu vào không, nó có cái độ trong của con mực á, có nghĩa là người ta không có tẩm ướp nhiều. Chứ nhiều chỗ mà kiểu như là họ tẩm nó, em thấy có nhiều chỗ lúc mà mình nướng lên rồi nha, nó vẫn bột bột và nó vẫn rất là mặn. Nhưng mà nãy giờ ăn ở đây không thấy mặn, thấy mặn nãy giờ tôi chưa uống nước luôn á, mà mọi người thấy tôi nói quá chừng á. Ok, quay xong rồi đó. Ok rồi, bây giờ em quay trở lại lên thử cái món này nè mọi người. Ly sẽ thử cá cơm mồm sữa. Yeah, nhớ rồi, cá cơm mồm sữa. Đây, cái cá cơm này á là mình nên ăn với cơm. Cá cơm mồm sữa đó, ăn cùng với cơm nha. Dùng thử đi, ra dùng thử luôn. Cái tầm giá từ 50 ngàn thôi là mọi người đã có thể mua sắm hải sản khô sạch với lại khô thấm rồi. Nghe được tiếng không ta? Giòn, giòn. Em tự nghe mà em thấy nó giòn trong cái miệng của em luôn á. Rất là giòn. Nè, em quay cho đây, em nghe cái tiếng của chị là nó cực kỳ giòn giòn luôn. Ăn cùng với cơm nha. Rồi em xin phép nha, xíu em xin một cái dĩa này. Dạ, em dạ dĩa lợi và sức khỏe của người tiêu dùng, ngon lắm.
mấy lần rồi, đi khoái lắm, cho nên hôm nay là xuất hiện trong chương trình này luôn. Mắm cá còn chai to hơn không ạ? À? Cái này là chị mình có chai to hơn. Ơ nhưng mà em nghĩ là chai này mới vừa vừa ấy nhỉ? Đấy, thế là mình ăn thời gian ngắn mình là... Dạ. Tại vì nhiều cái chai này mình không có ăn thường xuyên nhiều dạ. Thì mình nên dùng chai cỡ này là được rồi. Chứ nhiều khi lấy chai to quá chị muốn cần thì đặt số lượng nhiều chai hơn. Em muốn size nào với là bao size đó nha bạn ơi. Tại vì là ở đây là vừa đánh bắt nè, vừa sản xuất nè, quy trình chế biến là đầy đủ hết cả luôn mà, cho nên là muốn sao là có hết. Nên em nghĩ bên mình cũng có bỏ sỉ nhiều đúng không chị? Dạ, có bỏ hơi mình đi là đi rồi mà. Dạ. Mà em được mua là sẽ phải đi là một cái hoặc là chiên cơm. Đấy cái món này là cơm là hàng được em cứ xuất khẩu. Dạ. Cho nên em mới được đưa vào siêu thị. Mọi người yên tâm là không phải Diệu Ly nói là 50.000 là bắt đầu cái mọi người nghĩ là sao giá nó ưu đãi, giá nó rẻ, không có rẻ mọi người, giá này giá ưu đãi là tại vì á là đối với hải sản Nha Trang á, hải sản Cô Thắm á là họ có một cái quy trình từ A tới Z là theo kiểu á, đó chính là gì đây? Đó chính là đánh bắt luôn, tức là họ tham gia cả vào cái quá trình là đánh bắt luôn nè, rồi bảo quản nè, rồi chế biến nè, tẩm nè, phơi như thế nào đó là họ gọi là họ tự đứng ra để mà họ xử lý hết tất cả những cái tình trạng đó. Cho nên là về cái gọi là những cái chi phí trung gian á là họ đã được tiết kiệm rồi, thành ra là mới có cái giá tốt cho người tiêu dùng. Nên là nếu như là có ai mà xem cái livestream này á thì hãy thử thưởng thức mọi người nha, ngon lắm, nhìn mà nghiện luôn đó. Đúng rồi, ăn chắc là nghiện luôn, chắc chắn luôn á Lan ơi, ăn là nghiện luôn nha. Cảm ơn Trang nhiều nha. À, ăn xong là kiện luôn đó, có khách hàng mua rồi và giờ phải tắt lại luôn nè chị. Ok, có ưu đãi gì khi mua nhiều hay không? Chắc chắn là có rồi. Có quà tặng nha, chắc chắn là có quà tặng. Thứ nhất là giá tốt, giao hàng tận nhà còn có quà tặng nữa. À, hôm nay nếu như trong cái livestream này nè, trong livestream này ai mà xem được á, mà đặt hàng đó là được tặng cái hũ này nha. Mực cán tổng gia vị đúng không chị? Dạ. Ok. Mình tặng thì chỉ có được 10 đơn khách hàng đầu tiên thôi. Dạ, 10 khách hàng đầu tiên. Còn ngoài ra thì lâu lâu thỉnh thoảng em thấy bên mình thì mọi người cứ lên fanpage đi. Có voucher chơi nữa. À vậy đó hả? À có voucher tặng luôn mọi người ơi. Mọi người hãy vào fanpage. Vô fanpage đây. Có cá tươi không chị? Em và em liên hệ thẳng với lại là hải sản Nha Trang luôn nha. À hải sản nha, đặc sản Nha Trang, hải sản Cô Thắm luôn. Mọi người vào trong fanpage này nè, là hải sản tươi và cô thắm chi nhánh Sài Gòn. Có rất là nhiều chi nhánh và đặc biệt là ở Nha Trang là cũng rất là xịn sò luôn ấy. Đây có đặc biệt giảm giá nè. Hoặc là có cái voucher đây, gift voucher này tặng 100.000 nè. Rất là nhiều chương trình ưu đãi thì mọi người cứ theo dõi fanpage ha. Hải sản tươi và khô Cô Thắm chi nhánh Sài Gòn nè. Đó. Li live pay luôn. Đó. Ủa em nhớ em live pay rồi mà ta. 197 Hoàng Văn Thụ là địa chỉ ở Sài Gòn ha, quận Phú Nhuận nè. Đó. Đây những cái hình ảnh ở đây cũng rất là nhiều luôn. Đó. Mực nè. Đó, cá cơm nè, nhiều lắm mọi người ơi. Dưới này nè, cũng có những cái voucher nè, giá siêu rẻ, tiết kiệm tốt nè. Đó, đây. Thì mọi người cứ đặt hàng thoải mái ở đây nha. Đó, gift voucher nè, phiếu quà tặng nè. Đó, nhiều nói chung là ngoài việc mà ăn ngon thì còn có nhiều khuyến mãi nữa. Cho nên mọi người tham khảo thử ha. Và đừng quên mọi người, nãy giờ mình quên mất, share livestream nha. Nhớ share livestream của GoToLive để mình cũng nhận được quà luôn. Quà của mình đó là cái gì? Đó chính là một cái hũ mực cán tẩm vị ăn liền nha. Một hũ như này đây. Đó, đây. Quà tặng của quý vị đây nha quý vị ơi. Đó, rất là thích. Đây. Ok, share livestream thôi. Chúng ta share livestream thôi. Chắc là em dắt các bạn ra ngoài chút xíu để các bạn nhìn cái chỗ bên ngoài các bạn nhận diện, và nếu như các bạn có tới đây thì các bạn có thể mua sắm được luôn. Đây. Đó, mọi người có thể nhìn bảng hiệu ở đây ha. Đó. Bảng hiệu nè, hải sản khô sạch Nha Trang Cô Thắm. Nếu mà thích nó nhanh chóng gọn lẹ thì mọi người đặt hàng trên fanpage cho nó nhanh. Tại vì mình tới đây mình review mình thấy nó rất là ok. Và cái dịch vụ để mà đặt hàng online của họ cũng rất rất ok luôn. Đó, rồi. Rồi bên trên cạnh bên này nó cũng có một cái ô, cũng có số điện thoại rồi này kia các kiểu đầy đủ hết đó. Và đặc biệt là ở phía bên ngoài cái hẻm đầu ngoài á, là đường Hoàng Văn Thụ đó mọi người. Mọi người thấy có cái nhà hàng tiệc cưới bự bự đây không? Đó, thì á luôn không, tại vì nó rất là ngon đó.
cảm ơn mọi người rất là nhiều, đồ ăn rất là ngon thơm luôn đó. Rồi à, chị Linh cũng đang livestream. Ok, em cảm ơn chị nhiều. À, thì thay mặt ekip của GoToLive, em cũng cảm ơn chị Linh là ngày hôm nay là đã cho Diệu Ly cũng như là các khán giả của GoToLive là có thể thưởng thức được rất là nhiều món ngon, từ là cá hố nè, để em xem em nhớ hết tên không nha. Cá hố nè, nhà cá hố, cá hố tẩm vị. À, cá hố tẩm vị, đây cá hố tẩm vị, đây đó, rất là ngon, thơm, đó, thơm lắm luôn. Rồi cái này là cái gì một gì em quên rồi. Cá đổng lạc một nắng. Cá đổng lạc một nắng, Ly cũng ăn hết nửa con chết gì đâu mọi người ơi. Cá cơm mực sữa, đó tôi nhớ tên được ha. Mực cán tẩm gia vị đúng không chị? Dạ, đó và đặc biệt có luôn rong biển ăn cũng rất là thích luôn nhé. Đó. Thì ăn chay. Dạ. Rong biển này là ăn chay được luôn mọi người ơi, cho nên mọi người hoàn toàn có thể yên tâm. Ăn với cơm này, nấu với cháo nè hoặc là cuốn bánh tráng ăn cũng rất là ngon luôn. Ok. Thì thời gian cũng hết rồi cho nên là cảm ơn chị Linh đã hỗ trợ em. Và mọi người đừng quên đó chính là hãy để vào trong cái danh sách tham khảo của mình một cái địa chỉ nếu như muốn mua những cái dòng hải sản khô nha. Tôm, cá, mực, các loại cá khác nhau đó, thì mọi người có thể liên hệ cô Thắm Thực Phẩm Sạch Xanh. Đây, xin cảm ơn mọi người rất nhiều.